Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thanh, 53 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo Thanh được biết đến là chủ một doanh nghiệp ở Đà Nẵng, có nhiều mối quan hệ rộng, làm từ thiện khắp nơi. Theo cáo trạng, bị cáo Thanh đã tổ chức cho vay lãi nặng, thậm chí còn sử dụng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ, nếu con nợ không trả lãi đúng hạn. Một trong những nạn nhân vay nặng lãi của chủ doanh nghiệp này là bà Đào Thị Mỹ Lệ. Ngày 8 tháng 8, khi quá hạn nhưng không trả tiền, Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng đánh đập, buộc viết giấy nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng. Thậm chí ép người này viết giấy bán khu biệt thự và 3 lô đất lớn để trừ nợ và chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng. Khi hội đồng xét xử hỏi Đào Thị Như Lệ về các khoản nợ, Lệ xác nhận trước khi bị bắt đã nợ 1.300 tỷ đồng, trong đó vay bị cáo Thanh với lãi suất 5% một tháng, còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng từ 9 đến 21% một tháng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, đã khởi tố bắt tạm giam 4 chủ nợ của Đào Thị Như Lệ.